Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành và gắn biển công trình xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng cùng dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nút giao đường vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng với chiều dài 1,5 km nối đường Cổ Linh với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, chiều rộng mặt đường 33 đến 51 m, hoàn thành sau 12 tháng thi công. Đây là công trình của thành phố Hà Nội chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Sau khi hoàn thành, công trình góp phần phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường Vành Đai 3, cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đường Cổ Linh, giảm thiểu ồn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội.